quá trời mưa, mưa này nó chưa vừa quét vừa rau thế này. Buổi sáng của học sinh rất là bận. Ngoại coi nó lại nó tát cái chân của anh. Cực không cả nhà, vừa quét vừa rau, vừa quét vừa rau. Ông đó đi đâu vậy ông ơi? Ông cúm, ông trắng ơi, ông trắng. Cả nhà quét nhà giống Út thì là sạch lắm. Một miếng này là một miếng ướt, vừa cái một miếng khô, vừa quét vừa lau thì nó bóng nữa. Dựng lên đi. Để ngồi nó cắn. Dạ làm sao lên kìa. Để nó làm giống nhau đi. Nó. Đem lên đây muốn dán chưa anh Chúc, lấy côn dán. Ngoại quá lên chiều có hết rồi không biết đâu. Chịu đem lên. Để đứng mua bún đi. Mà lộ cho. Lấy xe đạp đi đi. Thank you.
dĩa dưới là được rồi. Mệt thiệt chứ. Phải, con nó ngủ anh hai con ngủ tướng giống nhau luôn. Đi đâu thì đi đi, có ai nói gì đâu. Đâu kêu nó về? Được đâu anh đó. Thì còn em đưa ra coi dính sình kìa, trời ơi nó làm cho tôi khổ không trời, lao muốn chết luôn, sình lầy vô nhà nha. Bữa ba báo con ba đâu gì em đó, ôi ba con nó xuống ruộng nó quậy nó vô nhà cha mẹ ơi. Con đưa ba báo giữ đi vượt dịch người ta, đừng có vượt dịch người ta không con. Dặn đen á là khỏi trốn đâu mày. Mày nhớ là đen khỏi trốn. Có con bạc nữa nè, con bạc nữa nè. Con nào với con nào? Năm con luôn. Ôi vô mệt cả nhà ơi. Lưu ép người đó nó đổ mồ hôi luôn. Đổ mồ hôi nè, mồ hôi con luôn thôi. Xin tạm ngưng video nha cả nhà, mình chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Út cũng chia sẻ cuộc sống hàng ngày của Út buổi sáng. Mình lao động, quét nhà, lao nhà mệt quá, còn đi làm nhiều thứ công chuyện nữa cả nhà.
Cả nhà xem video đừng quên cho Út xin một like và một đăng ký kênh, một chia sẻ để Út có nhiều động lực ra nhiều video tiếp theo nữa. Đây Út mới được hai cái con cún rất là dễ thương luôn, mình làm gì nó cũng đi theo chân hết. Đó, cả nhà thấy không? Trời ơi, hai đứa có nó nằm kìa. Nó mùi ơi là mùi dễ thương ơi. Cái con này nè, dễ thương lắm, cái mặt rất là dễ thương luôn, hiền lắm. Dễ thương không? Đó, thấy dễ thương cả nhà. Đó, có hai đứa. Cái này ta gọi là chỉ có bạn bè thôi. Coi nó nằm nè. Trời ơi, coi nằm, coi chả nằm. Rồi, máy bay cả nhà nha. Hẹn cả nhà gặp lại với video sau.